Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày chuyển sang mùa đông ở tại Canada. Múi giờ tại Canada bây giờ là chênh với Việt Nam là 12 tiếng đồng hồ. Có nghĩa khi mà các bạn đang xem video này là vào lúc 7 giờ sáng Việt Nam thì cũng tương đương vào 7 giờ tối bên phía Canada. Việt Nam đi trước giờ Canada 12 tiếng đồng hồ. Vâng thưa quý vị, hôm nay là ngày gọi là chuyển sang mùa đông và cũng là cái ngày mà khá là đặc biệt đối với những người trong câu chuyện tình mà chúng ta đang theo dõi ở xứ sở Đa Phong. Vâng, mỗi một năm thì có một mùa thay lá hay người ta gọi là thay áo mới. Quang cảnh ở tại Canada hiện nay là cây lá đang trút xuống để có như là thay những cái bộ quần áo mới, và cả bầu trời cả đất nước Canada đỏ rực một cái màu đỏ của cái cây lá phong, bởi vậy người ta gọi là xứ sở lá phong. Thuyết rất muốn để đi đến những cái khu vực có những cái quang cảnh đẹp như vậy để quay video, nhưng thưa các bạn là Thuyết không không đi được. Nó có nhiều lý do mà ngay cả Thuyết đi được cũng không thể quay video được. Lý do là chiếc điện thoại của Thuyết đã chứa đầy những cái video trước đó Thuyết đã đi quay rồi, mà những cái video này Thuyết lại không thể tải lên được máy tính, bởi vì vẫn phải lưu trong điện thoại. Có nghĩa bây giờ cầm chiếc điện thoại đi quay thì sẽ không quay được nữa, bởi vì nó đầy rồi các bạn. Nó chỉ được 2-3 phút nó lại tắt, 2-3 phút lại tắt. Bởi vậy là Thuyết không đi. Trong khi đó thì ở như các bạn biết là trong ngày hôm nay thì là cái ngày chủ nhật, cho nên là hầu như mọi người được nghỉ, và có thể nói rằng đây là ngày cuối cùng mà mọi người đi ngắm cảnh mùa thu. Nếu các bạn chờ đợi đến thứ bảy chủ nhật tuần sau nữa thì chắc chắn là lúc đó cây cối, những cây lá phong nó sẽ trút lá hết xuống gốc cây rồi. Lúc đó chỉ còn cành cây nó khô khẳng khiu thôi. Chính vì vậy mà tại nhà Ngân hôm nay á, là Ngân đã có một cái cuộc gọi là cũng lại đi công viên để mà ngắm cảnh của mùa thu, cuối cùng của mùa thu. Thì ở trong ngày hôm nay thì Ngân muốn đưa bé Nhẫn để đi đi cùng bác sĩ Trần này, đi cùng vợ chồng Tào Hoa này, và đi cùng Ngọc, mẹ con Ngọc Bích nữa. Thì hôm nay thì Nguyệt đã rất là khẳng khái, đã nói với Ngân rằng là cô lên, nếu mà cô đi chơi ngắm cảnh thì cô đi một mình. Bé Nhẫn để ở nhà con trông. Và nói thật với cô là hôm nay con muốn đưa bé Nhẫn cùng đi, là ở đây là muốn đi là cùng cái phái đoàn ở bên phe chính nghĩa, Thuyết cứ tạm gọi là như vậy. Có nghĩa đi cùng sinh viên Hùng này, đi cùng thầy giáo Tân này, đi cùng Tuấn này, cả bé Quang, tất cả mọi người. Và muốn rủ Ngân đi cùng, nhưng mà Ngân thì lại muốn đi cùng bác sĩ Trần và muốn mang theo bé Nhẫn. Thì Nguyệt đã không đồng ý cho Ngân mang bé Nhẫn đi. Nguyệt cầu xin Ngân rằng là bây giờ bé Nhẫn mà đi theo như vậy thì không có Nguyệt trông coi ở bên cạnh thì rất là cảm thấy không yên tâm. Và đây thì Nguyệt xin mang bé Nhẫn đi theo, tức là đi theo cùng Hùng với lại thầy giáo Tân, rồi Tuấn, rồi Vinh, tất cả mọi người ở bên này, và mang một cái điệu đi với lại mang cả xe. Các bạn nhé, nếu trời hơi lạnh thì là sẽ có xe, cái xe nhỏ nhỏ mà chở em bé đấy các bạn. Và đến khi mà ví dụ sợ lạnh thì úp kín lại các bạn. Nó có cái như là cái người ta thiết kế như là cái ô ấy, chụp kín lại một cái là sẽ gió sẽ không vào được trong cái xe đó. Và trẻ con rất là ấm áp. Thì ở đây là Nguyệt muốn xin Ngân đi như vậy. Và thời tiết hôm nay á, theo như Thuyết đã nhìn thời tiết ở đây thì hôm nay nó dao động từ khoảng 4 độ đến 9 độ các bạn. Nếu như ở Việt Nam các bạn không quen khí hậu, mà ví dụ theo như Thuyết biết ở Việt Nam tầm 4 độ thì các bạn mặc áo rét rất là nhiều rồi đúng không ạ? Nhưng bên này thì các bạn không cần phải mặc vậy, người ta quen khí hậu rồi. Mặc một áo sơ mi ở bên ngoài, người ta có thể khoác một chiếc áo khoác nhẹ thôi. Có nghĩa cái thời tiết như này là rất vừa với mọi người, không cần phải mặc quần áo ấm đâu. Và cái quang cảnh nó rất là đẹp. Cho nên là cuối cùng thì chính coi như Hùng cũng không muốn đồng ý để cho Ngân mang theo bé Nhẫn đi cùng bác sĩ Trần. Bởi vậy mà trong cái cuộc đi ngày hôm nay đã phân chia dàn hai nhánh. Cái nhánh thứ nhất là bác sĩ Trần và Ngọc Bích, mẹ con Ngọc Bích và vợ chồng Tào Hoa. Còn nhánh thứ hai gồm tất cả mọi người như vậy. Thuyết cũng rất muốn đến đến Canada ngày đến trên Toronto để gặp Ái Khanh. Bởi vì Ái Khanh cũng cùng đoàn, cùng thầy giáo Tân đi.
Nhưng xin thưa với các bạn là tối hôm qua Tuyết đã đi đón người vợ cũ để về về Toronto khi xuống sân bay. Có một số quý khán thính giả nói rằng không nên nói là người vợ thế nọ thế kia nữa, thì đây gọi là vợ cũ hoặc là nói là mẹ của hai đứa nhỏ con của Tuyết cũng được. Thì các bạn hôm qua tối hôm qua Tuyết đã có một cái trận bị lạc xe, bởi vì đường bên này nó rộng lắm các bạn ơi, và cái thứ hai cái đường cao tốc của nó, cái tuyến đường 401 đường cao tốc á, có 25 làn đường các bạn nhé, tức là đường của nó rộng lắm, không phải như Việt Nam đường cao tốc nó chỉ có nhiều lắm là 4 đường đúng không ạ, nhưng bên này có những cái đoạn nó rộng mà 25 làn đường xe các bạn biết rồi. Và thật sự là Tuyết không biết nói như nào, về khi đến sân bay là cảnh sát không cho đỗ xe đó, cho nên là Tuyết phải tìm vào gọi là cái chỗ đậu xe, tức là gọi là parking. Thì khi mà vào đó đậu xe thì khổ lắm, khi mà ra thì Tuyết lại không biết coi như trả tiền, bởi vì làm gì có ai ở đó, tất cả bằng máy móc, mà trả là trả bằng cái thẻ thôi, cho nên là Tuyết không biết cách trả đấy. Thành ra cứ loay hoay mãi ở trong đó. Rất may lại có một ông Tây ông giúp Thuyết là trả hộ. Thì sau khi Thuyết tìm đường ra ấy, ra đến nơi thì người vợ cũ của Thuyết là gọi điện cứ liên tục, mà trong đó quá nguy hiểm, nói thật các bạn là quá nguy hiểm luôn, bởi vì đường xe nó lao tốc độ nhanh, nhiều làn đường như vậy mà Thuyết đâu có biết đường nào, chỉ có đi bằng Google Maps. Khi mà bạn đang đi Google Maps lại bị những người khác gọi điện như vậy thì quá nguy hiểm luôn. Bạn mà nghe điện thoại thì lúc đấy không biết là xe sẽ chạy đi lối nào, bởi vì Google Maps nó đang chỉ đường bạn đúng không ạ? Cho nên là lúc đó là Thuyết cuống, là không biết đường nào mà đi nữa, và lạc đến mức độ cả 2 tiếng đồng hồ. Thành ra cuối cùng là Thuyết có đỗ vào một cái chỗ ven đường, bảo người vợ cũ á, là tốt nhất là cô lên gọi xe taxi đi về đi, tôi đi đón không được đâu, đã bị lạc rồi. Ấy, và người ấy đã về. Thì ngày hôm nay là Thuyết đang đợi chờ họ, coi như là để gọi con đến thăm các bạn. Họ không về nhà mình mà họ đi thuê một phòng nhé. Thì ở đây là đến ngày hôm nay thì họ lại không gọi. Thuyết chờ đợi đến bây giờ là tầm chiều tối rồi, nhưng họ lại không gọi Thuyết mang con đến thăm. Có nghĩa người ta cũng không quan tâm nhiều trong cái chuyện mà thăm con. Mặc dù cách xa nhau 1-2 năm trời không gặp mặt con, nhưng họ không cần thiết. Thì chính vì vậy nếu mà Thuyết biết như này thì Thuyết đã đi cùng Ái Khanh ở trên kia rồi, để đi gọi là ngắm cảnh một cái cảnh mùa thu cuối cùng, nhưng cuối cùng rất đáng tiếc. Trong khi đó thì mạng của Thuyết xin lỗi là hôm nay là 5 ngày rồi thợ sửa không được các bạn, rất là gặp trục trặc, và chính vậy là Thuyết không làm được 4 video nhé các bạn, không biết là được một hoặc được 2 video thôi. Cho nên là ở đây có thể là sang tuần sau có thể mất 4-5 ngày nữa, may ra thì mạng mà ổn định, mà có khi là không ổn định phải chuyển nhà, tức là do cái căn phòng này nó bị như vậy chứ không phải là do mạng. Bởi vì cái căn phòng của Thuyết là đường dây nó ăn trong bờ tường, là nếu mình muốn tốt thì mình phải đi chuyển đổi một chỗ khác, mà chuyển đổi thì tất cả này nó liên quan đến cái giấy tờ các bạn ạ, nó giấy tờ của mình đã ở đây mấy năm rồi, mà giấy tờ liên quan hết từ ngân hàng, từ chỗ lọ chỗ kia, rất phức tạp, thư từ tất cả mọi cái. Trên chuyện này là bất đắc dĩ phải chuyển nhà thôi, mà chắc là Thuyết không chuyển. Không chuyển thì cũng không biết cách nào khắc phục cái mạng này. Đó là những khó khăn mà Thuyết nói tại sao hôm nay Thuyết không đi cùng Ái Khanh và mọi người để đi ngắm cái cảnh mùa thu cuối cùng. Đây rất là đáng tiếc, bởi cả một năm mới có một ngày thôi đúng không ạ? Mấy tuần trước thì mạng đã trục trặc, mà trong khi đó thì coi như là không phải vào ngày chủ nhật. Đấy, vào ngày hôm nay chủ nhật hoặc thứ bảy thì nó sẽ rất đông người và cảnh quay nó rất rất là tuyệt đẹp luôn. Những cái hôm mà Thuyết đi quay một mình đó nó không có người, bởi vì không đúng ngày thứ bảy chủ nhật. Vâng, trong video này thì Thuyết chỉ biết chia sẻ câu chuyện đó, và bây giờ Thuyết muốn trong video này chia sẻ với quý khán thính giả 2 lá thư của hai quý khán thính giả. Lá thư thứ nhất là của chị Đỗ Thị Hương Bình và lá thư thứ hai của bà cụ bà miền Trung. Tất cả 2 người quý khán thính giả này đều đang sinh sống tại Việt Nam. Và Thuyết cũng xin thông báo rằng trong thời gian qua có một số người đã nói rằng Ngân có thể bị mắc, bị bùa. Đấy, thì câu chuyện này không biết đúng Ngân bị bùa hay không. Và trong lá thư của chị Đỗ Thị Hương Bình cũng có vẻ như nghiêng về cái giả thuyết khả năng cao là Ngân bị bùa, trên là cái tính cách của Ngân mới thay đổi một cách như vậy. Còn nếu Ngân không bị bùa thì có khi là đã chấp nhận yêu Đoàn Dư và có thể lấy Đoàn Dư trong cái thời gian ngắn tới đây rồi. Vậy thì Ngân có bị bùa hay không? Thì chúng ta hãy theo dõi cái câu chuyện, cái lá thư của bạn Đỗ, của chị Đỗ Thị Hương Bình nhé. Thật là thương Ngân,
Không riêng gì tôi mà rất nhiều người đã thương Ngân, một người con gái hiền hòa của miền sông nước đồng bằng Nam Bộ. Sống cả đời xứ người nhưng vẫn nặng hồn quê, một người giàu tình cảm, biết sẻ chia nỗi khốn khó cho những hoàn cảnh khó khăn, đức tính khiêm nhường, chân chất. Không phô trương khi làm từ thiện đã chiếm được tình cảm nhiều người, nhưng hôm nay thì đã khác. Tình cảm ấy đã bị nhạt phai rồi, có khi nào Ngân tự đặt câu hỏi này không? Tôi tin chắc là không, bởi hiện nay Ngân đang bị cuốn vào vòng xoáy của chữ tình. Khi Ngân còn là cuộc tình tay ba, cuộc tình tuy oan trái nhưng lại là cuộc tình đầy chất chữ tình. Không ai ghét bỏ Ngân, tại sao cuộc tình hôm nay lại dậy sóng cộng đồng, dù đó là cuộc tình không phải đôi đũa lệch như cuộc tình tay ba. Ngân có tự hỏi và lý giải điều này không? Chắc chắn là không, mà lại còn dửng dưng với những yêu thương, những đóng góp xây dựng của những người trên cộng đồng mạng. Với lập luận tình yêu không có tội, Ngân có biết Ngân đã sai lầm không? Tình yêu không có tội phải là tình yêu xuất phát từ con tim, từ của hai phía, không phải dùng đến những kỹ thuật của xác thịt, không mượn những ngôn từ bay bổng giả tạo, không có mùi tiền, không có sự sắp xếp từng bước một như một chiến lược. Nếu Ngân yêu bằng tất cả trái tim, coi tình yêu là dâng hiến, thần tượng người tình như tượng đài, cảm thấy mình nhỏ bé, đang được nâng niu, được che chở bảo vệ, thì hỏi có bao giờ Ngân nhận biết người tình đến với mình có phải bằng trái tim không, hay vì chữ tiền là chính. Ngân phải hiểu, một khi chữ tiền chen vào thì cuộc tình không còn trong sáng nữa, sẽ kéo theo nhiều hệ lụy, dễ kéo theo tội ác. Chữ tiền luôn là mầm mống của một kết thúc đau thương trong nhiều vấn đề. Nếu người ta có mục đích không minh bạch và Ngân sẽ không lường được vì bản chất quá ngây thơ. Có nên nói Ngân đã bị bùa yêu không? Tôi nhớ đã dẫn chứng bùa yêu là có thật trong một bài viết gần đây. Giờ tôi xin nhắc sơ lại bởi tôi thấy những biểu hiện của Ngân không khác chuyện tôi biết. Mọi người thử giải thích xem một người đàn ông khi đi làm về phải tới sòng bài lấy chìa khóa về để mở cửa. Nhưng sự tức giận vợ chỉ biểu hiện bằng cách ném vỡ một tách trà, không to tiếng bật lời. Thế mà khi bị cuốn vào bùa yêu với một người đàn bà già hơn chục tuổi, có chồng con sờ sờ trước mắt thì ông đã thay đổi tất cả. Đánh vợ thâm tím mặt mày như trái mồng tơi, không còn coi trọng lời răn của Chúa và lời khuyên của cha nhà thờ, vừa là người anh của mình, bỏ tất cả sự nghiệp cùng nhau xây dựng cuộc sống với người tình già. Tôi có nghe kể cả cuộc đời về sau, không hề về thăm lại quê cha đất tổ, thăm lại vợ con. Ngược lại, khi vợ già chết, ông đã khóc rất nhiều. Như vậy, một khi ở lậm bùa yêu đồng nghĩa với việc mù quáng, đồng nghĩa với quên luôn quá khứ, đồng nghĩa với việc không bao giờ trở lại con người thật của mình, đồng nghĩa với yêu tới chết. Tôi còn nghĩ dẫu thân tàn ma dại chắc vẫn không trách móc người tình, vì lúc đó sẽ đổ lỗi do số mệnh. Nói tới đây, tôi càng thấy thương cộng đồng mạng, thương sự ra tay giúp đỡ của ông bà Lưu Yến, thương Đoàn Dư và những người anh em, thương những người sống vì chính nghĩa, luôn thương luôn sự hao tốn từ tiền tài đến công sức, kể cả sự an nguy tính mạng của những người vì yêu, công lý, vì muốn lấy lại công bằng. Vì yêu thương một người yếu thế, dù không phải tình thâm máu mủ hay đã quen biết nhau trước mà họ đã tự nguyện, không cần đền bù hoặc tiền bạc. Nói tới đây tôi lại nhớ tới thời nữ học sinh chúng tôi. Chương trình văn nghị luận lớp 9 có cho học sinh bình giảng câu muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng nhân định thắng thiên. Vậy câu phản biện nhân định thắng thiên ta có thể đưa vào thời điểm này với tình người của Ngân không? Xin nhấn mạnh thời điểm hiện tại này nhé, vì kết thúc vẫn chưa xảy ra mà, vẫn còn nhiều điều còn đang trong điều tra. Vâng, hiện tại chúng ta thấy Ngân đang vẫn yêu tha thiết người tình, thông minh tài ba xuất chúng hơn tất cả nhiều người. Chúng ta, những người yêu chính nghĩa, yêu người con gái hiền hòa chân chất của miền sông nước miền Tây Nam Bộ, sớm thức tỉnh, nhận ra chân lý để trở về cuộc sống bình thường, vui hưởng hạnh phúc bên con thơ, mà với khối tài sản to lớn sẵn có
mà bao người ước mơ không được. Mong Ngân tự nghiệm lại cuộc sống cô đơn trong ngôi biệt thự to lớn ngày xưa, buồn thế nào khi nhìn qua nhìn lại chỉ có người giúp việc và ông tài xế. Mong Ngân tự nghiệm ra mối tình oan trái tuy cắt bỏ nhưng thực tế lại là nguồn hạnh phúc, vừa có con vừa có bạn bè và những người trên cộng đồng mạng thương yêu. Tình yêu với sinh viên trẻ dẫu cắt bỏ nhưng tình thâm máu mủ vẫn là chứng tích thực tế, là tương lai nhiều đời tiếp nối của Ngân. Đó mới là thực tế, một thực tế không thay đổi được. Mong Ngân hiểu được sự hy sinh vô vụ lợi của những người thương yêu Ngân mà tôn trọng để họ không thất vọng. Dẫu xã hội nhiều bất công nhưng chúng ta vẫn tin tưởng chân lý không bao giờ mất. Chúng ta những người yêu thương công lý, dẫu không chiến thắng được kẻ tiểu nhân nhưng chúng ta vẫn tự tin hãnh diện, ngẩng cao đầu, không ai dám xem thường hoặc buông lời xúc phạm ta. Tôi vẫn còn nhớ câu nói đã đọc của ai đó từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Con ơi, ngày con sinh ra, mọi người nhìn con đều cười, mà con lại khóc. Con hãy sống làm sao để đến khi con nằm xuống, mọi người nhìn con đều khóc, mà con lại cười. Vâng, kết thúc bài, tôi chỉ biết lấy câu nói đó mà thôi, bởi cuộc sống lắm màu và cũng nhiều vị. Thân chào những người trong cuộc tình, chào quý anh chị em, con cháu trên cộng đồng mạng, chào chủ kênh và hai gia đình Thuyết Võ. Chúc sức khỏe và mọi điều như ý đến với chúng ta. Đỗ Thị Hương Bình. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là toàn bộ lá thư của chị Đỗ Thị Hương Bình đến từ Việt Nam. Trước hết, xin thay mặt quý khán thính giả và thay mặt những người trong câu chuyện tình đang diễn ra xứ sở La Phong, xin cảm ơn chị Đỗ Thị Hương Bình rất rất nhiều. Xin chúc sức khỏe chị và toàn thể gia đình nhà chị luôn có một sức khỏe dồi dào, bình yên và hạnh phúc. Vâng, trong lá thư của chị Đỗ Thị Hương Bình, như các bạn biết đó, chị có thiên về có một cái suy nghĩ, đặt ra một câu hỏi rằng liệu có phải Ngân đang bị bùa hay không? Và nếu bị bùa thì đương nhiên là do bên phía bác sĩ Trần rồi, đúng không ạ? Và ở đây thì có rất nhiều người nhận ra rằng là trong cái cuộc tình của bác sĩ Trần đến với Ngân, nó sặc mùi tiền. Nhưng mà Ngân thì không nhận ra, mà Ngân cảm thấy rằng là cái cuộc tình mà của bác sĩ Trần đem đến cho mình nó rất là mặn nồng. Khi mà bác ấy đưa ra những cái lời nói, nhưng mà chẳng hạn như là nghe tiếng cười của Ngân và nhìn thấy Ngân và nghe tiếng cười của Ngân thì trái tim của bác sĩ Trần đã tan chảy. Đó, những cái lời nói như vậy thì Thuyết chỉ nghĩ rằng là ở cái lứa tuổi 18 đôi mươi á, những cái tình yêu đầu đời á, thì họ nói những cái lời đó nghe nó hợp, đúng không ạ? Chứ cái tuổi mà sắp xuống lỗ rồi, gần đất xa trời rồi thì nói những cái lời đó không biết là có cái gì nó thấy như là nó giả tạo đôi chút các bạn. Nói thật các bạn này, chính Thuyết cũng có những cái ý nghĩ như bác sĩ Trần đó các bạn, tức là cũng muốn nói với Khanh những cái lời nói như vậy, nhưng mà Thuyết cảm thấy nó ngượng nghịu. Tức là mặc dù nó thực sự đến từ trái tim của mình, nhưng mà khi phát ra những cái lời nói đó, nó cảm thấy nó rất là ngượng ngùng. Bởi vì cái tuổi của mình nó không phải là cái tuổi còn hoa lá cảnh nữa các bạn ạ. Đó, với như ngày xưa thì có thể Thuyết nói được, nhưng với bây giờ thì tự nhiên là đôi khi muốn nói nhưng mà lại không thể nói được. Rõ ràng là những cái lời nói nó thay đổi theo cái thời gian và tuổi tác, đúng không các bạn? Khi mà tuổi tác của các bạn càng nhiều thì lời nói của các bạn càng chín. Tuy nhiên mà tính cách của Thuyết thì nó hơi bị hâm hâm, dở dở. Cho nên là Thuyết có đôi khi là tuổi tác nhiều nhưng mà vẫn có những cái lời nói như là trẻ con. Thì điều là ai cũng biết rồi, tất cả đều gọi Thuyết là Thuyết hâm, cho nên là chúng ta cũng phải chấp nhận cái tính hâm hâm vậy. Chẳng hạn như thế này, chẳng hạn như là hôm Võ Ái Khanh mà ốm đó, các bạn thấy không? Thuyết lên thăm thì thật sự ra Ái Khanh chả ốm gì cả. Và chính Lan, con gái của Võ Ái Khanh, nói rằng là đây chẳng qua là do cái sự thương nhớ ấy, mà chỉ có bác đến bên cạnh là mẹ con là khỏi ốm thôi, chứ còn mẹ con chả có ốm đau gì cả. Thỉnh thoảng có hơi bị tụt huyết áp là do không chịu ăn uống nhiều, không chịu ăn uống đủ chất, bởi vì Khanh là ăn chay đó. Thì chẳng hạn như là lúc đó Thuyết cảm thấy rất là thương Võ Ái Khanh. Mà các bạn nhớ là buổi sáng hôm đó Thuyết cả Ái Khanh lần đầu tiên làm chung trên một chiếc giường đắp chăn, tâm sự với nhau. Thì Thuyết không nói được những lời yêu thương như bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần nói rằng trời ơi, anh nằm bên em thì trái tim anh cảm thấy run lên bần bật, đúng không ạ? Hoặc là trái tim anh cảm thấy tan chảy khi mà được ngắm nhìn em. Nhưng mà lúc đó thì Thuyết chỉ hỏi Ái Khanh mỗi câu rằng là
Em còn cảm thấy cái mùi hôi nách của anh còn mặn nồng như như ngày xưa nữa hay không? Vậy là anh Khanh đấm thùng thụp vào ngực của Thuyết. Nhưng mà đấm xong rồi thì vẫn rúc và lách các bạn ạ. Người ta khi mà thích ấy, mùi hôi nách người ta rất thích ngửi các bạn ạ. Nhất là mùi hôi nách mà của người yêu hoặc là của chồng, của vợ mình. Tất nhiên là phải yêu nhau, chứ còn thì không yêu nhau thì có... Vâng, trong thư của chị Đỗ Thị Hương Bình hoặc những bài thơ của chị Đỗ Thị Hương Bình thì Thuyết không dám phân tích nhiều bởi vì ý của chị nó rất sâu xa. Trong cái Thuyết chỉ đi sâu vào vấn đề là liệu Ngân có bị bùa hay không. Thì ở đây Thuyết không dám đưa ra một cái bình luận gì cả. Nói thật các bạn là trong câu chuyện bị bùa hay không này thì có thể bây giờ Thuyết sẽ đọc lá thư của bạn bạn Nguyễn Cương nha các bạn. Nếu có thể xin lỗi quý xin lỗi coi như cụ bà miền Trung, bởi vì khi nói đến bùa thì Thuyết có thể đọc lá thư của bạn Nguyễn Cương trước, nó hợp với cái câu chuyện có bị dính bùa hay không. Thì trong cái lá thư của cụ bà miền Trung, Thuyết có lời xin lỗi và xin có thể chia sẻ trong lá thư sau nữa, trong video sau nữa, bởi vì sẽ không còn nhiều thời gian. Bởi vì khi mà làm video đến đây, bởi vậy Thuyết không có một sự chuẩn bị gì đâu, làm theo ngẫu hứng. Thuyết nhớ lại cái lá thư của bạn Nguyễn Cương, và bạn Nguyễn Cương đang quyết tâm đi sang bên Canada để chữa bùa cho Ngân. Thì lá thư này như nào? Bây giờ mời quý khán thính giả cùng các bạn đón nghe. Em chào anh Thuyết. Lão lừa đảo này không có thương trần chân đâu. Lão chỉ giả bộ thương để lấy lòng Ngân. Lão là người tốt để Ngân thương lão, chứ lão không có yêu Ngân. Chỉ là âm mưu lừa lấy số tiền 150 triệu. Bằng mọi giá Đoàn Dư phải bảo vệ Ngân và bé Nhẫn và cả gia đình Hùng. Còn ông Vũ Tiến Nam và gia đình Ngọc Bích cũng gặp nạn nếu lão lấy được số tiền. Xong lão thủ tiêu hết để bịt đầu mối, để không ai biết là lão ra tay. Hiện giờ phe chính nghĩa hãy cẩn thận. Có thể là Ngọc Trinh do lão giết chứ không phải là do bà ấy tự tử. Không gọi là miếu, gọi đó là ổ ấu dâm và buôn hàng cấm và chỗ luyện bùa để hại Ngân. Não này rất độc ác, em phải ra tay để giúp Ngân tỉnh táo, sẽ yêu thương Đoàn Dư nhiều. Anh có đọc lên thì đừng nói tên. Em nghĩ ông thầy Thái Lan là phe của lão ác độc. Em sẽ cầu nguyện cho Ngân và Đoàn Dư được thành đôi. Hãy cố cố gắng lên Đoàn Dư, phải chiến thắng kẻ ác. Anh thử nghĩ lại xem, ông thầy Thái Lan nói làm cho Ngân và Đoàn Dư yêu thương nhau suốt đời. Chắc ông làm nộn cho não tình lão lừa tình nửa tiền. Đoàn Dư thì gặp nạn, anh nghĩ thử coi, từ lúc đó Ngân đi theo não. Em khẳng định 100% não không bao giờ yêu Ngân, chỉ muốn lấy số tiền của Ngân để đem về Trung Quốc. Con Tào Hoa nó cũng ác lắm, não và Tào Hoa đã lấy được 50 triệu của Ngân mà chưa vừa lòng, còn định chiếm số tiền 150 triệu của Ngân, quá bất công. Em phải ra tay làm thêm lần nữa, dù có tốn bao nhiêu tiền em vẫn vui. Nếu trừng trị được kẻ ác, muốn Ngân chăng kẻ ác kịp thời, anh chị Khanh bà Hoàng Thị Yến phải ra tay hạ thủ lão ra khỏi xã hội để giúp người lương thiện được yên bình. Có nhiều hoàn cảnh các em học sinh rất nghèo đáng thương. Em nghe con em kể, có một bạn cùng học cùng lớp đi học về phải đi kéo cỏ mướn cho đến tối, rồi 4 giờ khuya làm cho tới sáng mới về đi học, rất tội nghiệp. Vì ba mẹ cháu ly dị, nghèo quá, lâu lâu em cũng mua ít quà tặng cháu. Cháu về thương lắm, phải chi Ngân trích ra một số tiền nhỏ để giúp cho những người những hoàn cảnh khó khăn. Ngân cũng được phước, mặc dù em không có tiền nhiều nhưng em rất thích làm từ thiện. Hiện giờ còn hơn 2 tháng mới Tết, nhưng em chuẩn bị mua gạo, mì gói, nước ngọt và lì xì cho các cháu mỗi đứa 500 ngàn cho các cháu ăn Tết vui vẻ. Em chúc anh chị Khanh mau về chung một nhà, cuộc đời ngắn ngủi lắm. Anh Thuyết ơi, chúc cho Đoàn Dư mau khỏi bệnh để chiến đấu với kẻ ác, phải chiến thắng không được thất bại. Tối nay em sẽ ra tay giúp phe chính nghĩa phải chiến thắng 100%. Anh chờ coi em nói đúng não với ông thầy Thái Lan. Anh nhúng tay giúp Ngân, não đều hại chết. Ai nhúng tay giúp Ngân, não đều hại chết. Anh có đọc thì đừng nói tên em. Anh ơi Mặc Lão, vậy như tấm thớt nàng là người vô liêm sỉ, không biết nhục nhã, lúc này phải chơi, lúc
luật rừng với não, cả Tà Hoa, thằng Thối Hoắc, cả bọn nó phải đi chầu Diêm Vương, phe chính nghĩa mới được yên bình. Nếu không dám xử thì để em qua, cùng bà Dung xử lão, không đẹp không trở về. Phải có người làm anh hùng mới trị được bọn ác, vô liêm sỉ không biết nhục. Bà Dung có chửi thậm tệ cỡ nào, lão cũng trơ cái mặt chó điên của lão ra. Không nhịn được nữa rồi, anh chỉ em cho cách nào qua bên Canada đỡ tốn tiền nhất nhé. Vì hộ chiếu em có từng đi Mỹ, em visa 1 năm, nhưng em chỉ đi có 11 ngày. Vì vậy hộ chiếu em là hộ chiếu sạch để đi. Em cảm ơn anh nhiều nhé. Vâng, xin cảm ơn bạn Nguyễn Cương. Bạn này tên không phải là Nguyễn Cương nhưng mà Thuyết cứ đọc là Nguyễn Cương nha các bạn, bởi vì bạn ấy yêu cầu là không được nói tên bạn ấy ra. Vâng, Thuyết sẽ không nói tên. Nguyễn Cương ở đây là tên giả, Thuyết tự đặt nhé. Và kể cả là tên thật thì trên đời này cũng có hàng trăm hàng tỷ người tên là Nguyễn Cương, chúng ta đâu có gì phải lo sợ cái chuyện đó. Đấy, cho nên là trong chuyện này thì bạn Nguyễn Cương cho rằng chính coi như là bác sĩ Trần và ông thầy Thái Lan đã hợp sức với nhau. Bởi vì ông thầy Thái Lan trước đây các bạn nhớ đã từng hứa rằng là sẽ làm bùa để giúp cho coi như là Ngân và Đoàn Dư lấy được nhau. Nhưng đến bây giờ thì Đoàn Dư lại tai nạn. Đấy, và Ngân thì cả bác sĩ Trần lại dính vào nhau. Thì điều này chứng tỏ rằng là chính ông thầy Thái Lan đã có thể ăn tiền của bác sĩ Trần để coi như làm bùa ngược lại, có nghĩa là để làm cho Ngân và ông Trần lấy nhau. Đây là theo cách nghĩ của bạn Nguyễn Cương. Và bạn Đặng đang quyết ra tay, bạn ấy đang làm bùa tại Việt Nam và đang quyết ra tay và muốn Thuyết chỉ cái con đường ngắn nhất để đi sang đây. Trong cái con đường ngắn này hiện tại theo như Thuyết biết có rất nhiều người trên kênh định cư Canada, tức là cũng thông qua Thuyết đang tìm đường đi sang đây, trong đó có cả một cô em gái của Thuyết nữa, một người bạn của Thuyết. Rồi thì có một số bạn Thuyết không nhắc tên bởi vì người ta muốn đi theo cách bí mật. Thì ở đây nếu bạn nào muốn đi thì đơn giản lắm các bạn. Ở đây đơn giản là cái gì? Ví dụ như hộ chiếu của bạn này đã từng đi Mỹ rồi thì nó ok luôn, không cần gì nữa. Các bạn chỉ cần coi như là ví dụ là chứng minh cái tài chính một chút, là ví dụ như là có sổ đỏ rồi thì có một vài trăm triệu ở trong ngân hàng, hộ chiếu các bạn thế là ok rồi. Các bạn chứng minh xong cái ví dụ không có tiền thì mượn đâu đó một vài trăm triệu cho vào trong tài khoản của mình, thế là làm xong cái thủ tục cái lại rút tiền ra trả lại họ. Ví dụ không có tiền là như vậy, là đi 100%, xin visa một cái là được luôn tại chỗ, chỉ mất độ khoảng hơn chục triệu tiền vé máy bay thôi. Ở đây là Thuyết nói những bạn nào muốn đi sang đây du lịch và chẳng hạn trong thời gian du lịch kiếm ít tiền thì là đi như vậy là không mất tiền. Chỉ các bạn mà chưa từng đi Mỹ thì các bạn phải đi chẳng hạn như là Hàn Quốc là Singapore, Thái Lan chẳng hạn, ba cái nước đấy là mất 15 triệu đi tráng hộ chiếu cho nó đẹp hộ chiếu. Cái quan trọng là cái đó đấy các bạn, nó có hai vấn đề quan trọng cái đó, tức là bạn nào hộ chiếu trắng thì bắt buộc phải đi như vậy. Nếu tốt nữa là đi Nhật mất 25 triệu, hoặc là đi Hàn Quốc, thì các bạn đi rồi mà các bạn không bỏ trốn thì có nghĩa là hộ chiếu đó là ok. Đấy, muốn đi sang đây bắt buộc phải cái hộ chiếu nó phải đẹp như vậy. Cái vấn đề đẹp thứ hai là cái gì? Là bạn phải chứng minh trong tài khoản có một số tiền lớn. Đấy, còn nếu tốt thì có đứng tên sổ đỏ nhà của mình và chẳng hạn như ô tô. Còn nếu không thì bạn có một số tiền mấy tỷ ở trong ngân hàng là chỉ cần có như mượn tạm ai một cái là làm xong cái là ok, là trả lại người ta, là các bạn đi được. Chỉ mất có ít tiền thôi, là các bạn đi ít nhất được 6 tháng đúng không ạ? Thì các bạn đi được sang đó thì coi như là ví dụ tốt nhất là các bạn đi vào mùa hè. Bởi vì khi các bạn đi vào mùa hè thì nó sẽ có rất nhiều công việc làm cho các bạn. Ở đây là Thuyết muốn nói là bởi vì hầu như là không biết tiếng Anh và hầu như là coi như là không có nghề nghiệp, thì các bạn đi làm farm đơn giản thì một ngày cũng được độ khoảng 2 triệu rưỡi. Đây là Thuyết nói thật, tức là 125 đô ca một ngày, gọi là tính ra đồng bằng 100 đô Mỹ thì vào 2 triệu rưỡi. Còn nếu đi làm chẳng hạn như cây cần sa cho nhà nước ấy, làm họ nuôi ăn nuôi uống và ở tại trong nhà ấy, chỉ nhặt cái bông hoa cần sa thì theo Thuyết biết là được độ khoảng hơn 3 triệu. Tức là một tháng là được khoảng hơn 100 triệu. Đây là đứa cháu của Thuyết ở tại đây đang ở nhà Thuyết đi làm, là Thuyết biết như vậy, Thuyết chia sẻ thôi. Còn Thuyết chưa đi làm cái cây cần sa bao giờ. Còn Thuyết đi làm farm rồi thì ngày được 2 triệu rưỡi. Thì các bạn đi vào mùa hè thì các bạn sẽ kiếm được một ít tiền đúng không ạ? Vừa đi chơi mà vừa kiếm được tiền để coi như trang trải cái chuyện đi lại đó. Ok, đó là bạn nào thích đi là đi theo kiểu đó nhá.
Và nếu bạn nào thực sự muốn đi thì Thuyết sẽ gửi cái công ty mà kiểu như để họ coi như làm giấy cho mình ở tại Hà Nội, nó mất 8 triệu. Đó là mất 8 triệu, các bạn đầy đủ giấy tờ gì thì coi như lên họ hướng dẫn một cái là họ gửi, tức là làm online hết, tức là làm trên giấy tờ online không cái gì, và mất 8 triệu. Đó là Thuyết sẽ có cái địa chỉ đó giúp các bạn, thế thôi chứ Thuyết không biết làm gì hơn. Đó, còn đi được hay không là do các bạn, cái hộ chiếu có đẹp hay không và trong tài khoản của các bạn có tiền hay không. Còn nếu các bạn đi được rồi thì nếu các bạn thích bùng ở lại một vài năm để kiếm tiền thì cũng ok, đúng không ạ? 6 tháng mà mỗi tháng được 100 thì ở đây 6 tháng kiếm được 600 triệu rồi. Tất nhiên là các bạn phải xin được cái công việc là nhặt cái công bay cây cây bông hoa cần sa nhé. Còn đi làm farm cái thứ hoặc là vào mùa đông là không có việc là không kiếm được tiền như vậy đâu. Chứ đừng có nói là cứ đi sang là kiếm được tiền, đó là không phải. Phải phụ thuộc vào các bạn có xin được việc hay không. Chứ lúc đó các bạn không xin được việc lại đổ tội là bảo ô cái ông Thuyết này xui dại tôi đi, là lúc đó rất là khó nói các bạn ạ. Đó. Rất nhiều người 6 70 tuổi đang tìm cách đi sang đây là đi vừa đi du lịch vừa đi kiếm tiền. Ồ, tại cái chuyện này là ok đúng ạ. Người Việt Nam mình thì ở Việt Nam kiếm tiền rất khó. Thế thì có cơ hội đi vừa du lịch vừa đi kiếm ít tiền về để coi như trang trải cuộc sống, hoặc là có một ít nhất để mà có một vài trăm triệu lúc mà về già không phải nhờ con nhờ cái điều đó là điều rất cần thiết đối với mọi người. Thì bạn Nguyễn Cương này muốn sang đến nơi để làm bùa để coi như chơi lại bác sĩ Trần, thì trong câu chuyện của ông thầy Thái Lan thì theo Thuyết hiểu như này, không biết là ông ấy có thật sự là nhận tiền của bác sĩ Trần để làm lại cái vấn đề đó hay không, Thuyết không biết. Nhưng mà đến thời gian vừa rồi, đến tại chỗ sân bay này, đến một nhà người bạn nhưng lại không đến nhà Ngân nữa. Hay là ông ấy lại lập bùa ở đó hay như nào thì cũng không biết nữa, đúng không ạ? Trong chuyện này thì Thuyết không biết bùa ngải có thật hay không. Đấy, Thuyết không... Thuyết nói rằng là Thuyết không tin thì có nhiều bạn sẽ phản đối. Nhưng mà Thuyết đúng thật sự là Thuyết không tin nhiều về cái chuyện bùa ngải. Đó, cho nên ở đây này Thuyết nghĩ rằng là do bác sĩ Trần quá siêu về vấn đề tán gái thôi. Bác ấy coi như là biết nói ngon nói ngọt, bởi vì con gái thì ai cũng ưa ngọt ngào cả, chẳng ai thích coi như là dùi đục mắm cáy cả, đúng không ạ? Nhưng là người đàn ông mà cứ ngọt ngào thì bao nhiêu đàn bà con gái là cái gì cũng nghe hết, bao nhiêu tiền bạc đưa cho người ta hết, bằng chứng là Ngân đó. Đó. Cho nên là ở đây theo Thuyết nghĩ rằng là ông Trần ông có quá nhiều kinh nghiệm về gái trai và ông nói năng nó quá quá ngọt ngào, bởi vậy là người nào cũng mê mê tít ông ấy, này lý do là vậy. Chứ Thuyết không tin vào cái chuyện bùa ngải nhiều. Bây giờ thì chuyện ông thầy Thái Lan thì Thuyết cũng không có bằng chứng gì để nói rằng ông ấy đứng về phía ông Trần. Cho nên là trong câu chuyện này, Thuyết một lần nữa xin lỗi cụ bà miền Trung, bởi Thuyết đọc lá thư của bạn này nó liên quan tới vấn đề bùa ngải nó hợp hơn. Và trong cái video sau, nếu có thể làm được thì Thuyết sẽ chia sẻ lá thư của cụ bà miền Trung sau, bởi vì lá thư đó nó không liên quan tới bùa ngải. Đấy. Thì cái câu hỏi bây giờ là Ngân bị bùa ngải hay không thì vẫn chưa đưa ra được cái kết luận. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vào đêm hôm qua các bạn phải không, khi mà Thuyết đi lạc đường ở tại sân bay về, Thuyết cứ phóng bừa trên các đường cao tốc, cứ bản đồ map nó chỉ đi đâu là cứ đi lu bu thôi, Thuyết bấm nhầm lu bu. Thế là cuối cùng may quá, cuối cùng là phải rẽ vào một cái con đường hẻm không biết nó là cái chỗ nào. Các bạn biết đấy, đường của nó rộng mênh mang như vậy, có những cái đoạn đường mà 20 năm đường cao tốc thì các bạn biết là nó rộng như nào. Rất may là đi ban đêm nó cũng không quá đông xe. Thuyết rẽ vào một cái con hẻm đó thì đỗ ở trên một cái đó, bắt đầu Thuyết quay lại, tức là lại lấy lại cái địa chỉ của nhà mình đi về. Nói thật các bạn, rất may là còn lúc đó còn không cả sạc pin, nếu mà nó hết pin ngang đường thì không biết cách nào mà đi về nhà nữa, rất là nguy hiểm. Nó rộng quá, nó dài quá, không biết làm nào. Thì đêm hôm qua về thì Thuyết có nói chuyện với Khanh, thì Khanh có nói rằng là ồ anh đi như thế quá nguy hiểm, tại sao không bảo người ta bắt taxi đi về, từ đó về nhà coi như mất có vài ba chục đô mà cuối cùng làm sao mà phải đi đón. Nhưng mà rất là mệt mỏi, Thuyết không biết nói chia sẻ nào. Thì ở đây Khanh có, tối hôm qua Khanh có chia sẻ câu chuyện là ngày hôm nay, vào ngày hôm nay là sẽ đi gọi là cả nhà dẫn nhau đi coi như là vào cái tầm buổi trưa đó các bạn, là nó nắng ráo đó, là đi công viên là để ngắm cảnh mùa thu, đi công viên ngắm cảnh mùa thu, chụp ảnh rồi quay phim tất cả kiểu, và sau đó có thể là đến một cái nhà hàng, gọi là nhà hàng ở đây là nhà hàng bánh cuốn miền Bắc các bạn ạ.
Vâng, ở đây có một nhà hàng làm về bánh cuốn ở người miền Bắc rất là ngon, đặc người Bắc luôn. Tất nhiên là người Nam thì chỉ cần gọi là pha thêm nước chấm một chút và cho thêm đường, bởi người miền Nam hay thích ăn đường đúng không ạ? Nhưng những người miền Bắc như Thuyết thì không thích ăn đường đâu, nếu cứ cho đường vào một cái là hết vị, chẳng còn cái gì ngon nữa. Thì đi quay phim chụp ảnh xong là cái chương trình là sẽ đi ăn nhà hàng, là đi ăn bánh cuốn. À, tuy nhiên Thuyết đã nói rằng có thể là người ta gọi mà mình phải mang con đến, bao nhiêu lâu rồi họ không gặp con cái thì Thuyết phải đưa đến cho họ, nhưng cuối cùng cho đến bây giờ là chiều tối rồi, cũng không có gì. Thì hôm qua khi mà nghe Thuyết nói vậy thì Khanh cũng trách Thuyết nhiều, suốt ngày anh lý do lọ lý do kia. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là kiểu gì thì cũng có lý do là để không nên đi đến Toronto đó. Cho nên là Thuyết cũng không biết thanh minh như thế nào cả. Thì trong ngày hôm nay thì mọi người theo như Thuyết biết là chuyến thăm đã xong xuôi rồi, tức là đi tầm 2 giờ chiều đã về rồi, mà hiện tại đang bây giờ là đang 5 giờ chiều nhé các bạn. 2 giờ chiều là mọi người đã về rồi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đi từ lúc khoảng 11 giờ 11 rưỡi là đến công viên quay phim chụp ảnh và sau đó đi ăn xong lúc đó hơn 2 giờ chiều. Là Khanh đã nhắn tin là mọi người đã về rồi. Thì trong câu chuyện ngày hôm nay thì chính Ngân đã đồng cuối cùng đã phải đồng ý để cho Nguyệt mang đứa con, mang bé Nhẫn đi cùng Hùng đấy. Đấy, bởi vì Nguyệt là người trông coi coi như cẩn thận, chứ còn thì Hùng thì coi như là đàn ông, Ngân không tin tưởng, và cơ bản là có Hùng cùng đi thôi, chứ còn thì cái vấn đề là Nguyệt trông coi. Thì Nguyệt đã bảo là con sẽ điệu bé Nhẫn một khi là nó trời không lạnh lắm, còn trời lạnh thì con sẽ đẩy cho bé Nhẫn coi như là ngồi nằm trên xe, và trên cái xe đẩy các bạn lót lót những cái chăn ấy, cái chăn cái mền rất là ấm ấm áp, không lo lạnh gì cả. Cho nên là mọi người hôm nay đã có một cái chuyến du lịch gọi là như ý theo Thuyết nghĩ là vậy. Trong khi đó phía bác sĩ Trần và Ngân thì lại đi một cái công viên khác, họ chắc chắn là họ không muốn đụng chạm nhau ở tại một công viên rồi. Tất nhiên theo Thuyết nghĩ kể cả đi cùng một công viên cũng khó đụng chạm nhau, chỉ trừ là muốn đến cùng cái chỗ nó quá đẹp như vậy thì sẽ chạm nhau thôi. Còn một cái công viên họ có thể là gần rộng cả gần 5-7 km thì các bạn rộng, tức là các bạn đi cả ngày còn không hết cái công viên ấy. Nếu như là hai người mà hai hướng thì đi có khi là không chạm mặt nhau các bạn. Đó, rộng lắm. Chứ là nhưng mà họ vẫn chọn hai công viên khác nhau để đi chơi, bởi vì họ không thích chạm chán nhau đúng không ạ? Rõ ràng bây giờ như là phân chia cái phe phái Hà Nội, Ngân, bác sĩ Trần, vợ chồng Tào Hoa và mẹ con Ngọc Bích, còn bên phía này thì gồm tất cả mọi người khác. Đấy. Thì ở đây nói thật các bạn là chỉ buồn mỗi một cái là mẹ con bà Lý Hương chưa được ra viện. Đấy, Trần Chân chưa ra viện, thiếu Trần Chân thôi các bạn. Đây là một điều buồn. Có thể Trần Chân thì điều trị thêm ít ngày nữa các bạn ạ. Vâng, lặp lại cái vấn đề chính của cái lá thư của chị Đỗ Thị Hương Bình nhé. Thuyết muốn nói rằng là cái vấn đề mà chị Hương Bình nói rằng bị bùa, và khi bị bùa thì tính cách của người ta thay đổi. Thì bạn Nguyễn Cương cũng nói rằng là bị bùa, và ở đây là bùa do ông thầy thầy người Thái Lan là kết hợp bác sĩ Trần làm. Cái khi mà bạn Nguyễn Cương vạch ra cái đó, Thuyết cũng đặt câu hỏi tại sao ông ấy đến Thái Lan, à quên, ông ấy đến Canada lại không đến nhà Ngân nữa, mà lại ở nhà người bạn ở tại coi như khu vực sân bay nó là như thế nào thì cũng không biết nữa. Thì trong câu chuyện của bạn của chị Đỗ Thị Hương Bình á, có nói lại rằng là khi người bị bùa, chẳng hạn như một cái anh chàng người vợ kia đúng không ạ, vợ trẻ đẹp Hà Nội mà tự nhiên cuối cùng là cả cuộc đời anh ta sống rất là hiền lành, thế mà đến khi coi như phải lòng một người đàn bà nhiều hơn anh ta tận mười mười mấy tuổi và có bao nhiêu đứa con, mà cuối cùng anh ta lại về đánh vợ của mình và quyết tâm bỏ vợ của mình để đi lấy người đàn bà hơn mình hàng bao nhiêu tuổi trời và coi như chẳng bằng vợ mình một chút nào, và cuối cùng là đến khi người vợ già chết anh ta cũng khóc rất nhiều, mà anh ta khi sống với người kia thì răm rắp nghe người đó. Thì đây là muốn nói về cái thay đổi tính cách khi mà người ta bị bùa ấy. Thì không biết Ngân có bị bùa hay không. Ồ, tại sao mà coi như là lúc mà cuộc tình tay ba giữa Ngân, Hùng và Tám Trang thì Ngân là một người như vậy, mà đến bây giờ nó không phải là một cuộc tình tay ba như kiểu như vậy nữa, nó không có cái gì gọi là chênh lệch nhau như là về cái tuổi tác đúng không ạ? Bởi vì Ngân cả bác sĩ Trần thì người đàn ông hơn hơn mình độ khoảng chục tuổi đâu có vấn đề gì đúng không ạ? Còn thì cái chỗ để mà Hùng trước đây coi như là Hùng kém Ngân tại mấy chục tuổi, thì điều này có thể nói lên một điều rằng là Ngân hoàn toàn không bình thường,
so với hai cuộc tình thì Ngân hoàn toàn không bình thường như trước đây. Và nếu Ngân bị bùa thật thì bằng cách nào có thể giải bùa cho Ngân? Liệu rằng bạn tên là Nguyễn Cương, ở đây là cái tên thuyết tự đặt nhé, liệu rằng bạn ấy có thể giúp Ngân và Đoàn Dư đến được với nhau hay không thì chúng ta phải đợi chờ. Hoặc ông thầy Thái Lan, nhưng bây giờ Thuyết cảm thấy ông thầy Thái Lan không liên lạc cùng Ngân nữa rồi, còn có liên lạc với bác sĩ Trần hay không thì chỉ có trời mới biết được. Vâng, thưa quý vị và các bạn, video đầu tiên trong ngày hôm nay của Thuyết xin tạm dừng ở đây. Thuyết không biết là sẽ có tiếp tục làm được video thứ hai không, bởi vì mạng hầu như có cũng như không. Và nếu làm được thì tốt. Và trong cái video thứ hai, nếu Thuyết làm được sẽ chia sẻ lá thư của cụ bà miền Trung. Còn nếu không làm được thì mong quý khán thính giả và bạn cũng thông cảm cho Thuyết. Hẹn độ khoảng 5-7 ngày nữa, nếu mà đường truyền nó tốt, Thuyết sẽ làm một ngày 4 video như trước đây. Đấy, bởi vì Thuyết biết rằng là quý khán thính giả đã quen với cái lịch đó rồi, mà bây giờ tự nhiên thay đổi như vậy thì sẽ không đủ gu đấy. Người ta đáng ra là ăn 4 chén cơm một ngày, nhưng cuối cùng chỉ được ăn một chén cơm thì nó thấy cảm thấy rất là đói, đúng không ạ? Vâng, và Thuyết cố gắng khắc phục đem đến 3 chén cơm cho quý khán thính giả mỗi ngày. Xin chân thành và cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và xin chào, hẹn gặp lại quý khán thính giả trong những video tiếp theo.